Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Thôi, chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Bùi Minh Trường, sinh năm 1990. Hiện tại thì em đang làm quản lý của công ty bất động sản. M-I-E là Miên đó hả? Dạ, đúng rồi. Bùi Minh Trường, sinh năm 90, tức là 27 tuổi. Dạ, vâng. Rồi quê đâu? Hiện tại thì quê em ở Tây Ninh anh. Tây Ninh, làm ở đâu bạn? Em đang làm ở Bình Thạnh. Rồi, mời bạn nữ. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Huyền Linh và bạn nam ở kế bên ạ. Em xin chào quý khán giả, em là Kỳ Duyên, em 23 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn ạ. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn, biết vẽ. Điểm yếu của em là em hay ngại, với lại hay suy nghĩ lung tung xong rồi tự buồn. Suy nghĩ lung tung là suy nghĩ về cái gì? Giống như suy nghĩ về những cái bi quan trong cuộc sống á chị. Thế gì em vẽ, em cầm gì trên tay em vẽ gì cho chị coi với? Dạ, cái này là vẽ cái mẫu bạn trai lý tưởng của em. Ôi trời ơi, được rồi. Bí mật đi em, bí mật đi em, chút xíu đưa anh coi. Anh khóa cái hình đó để chút anh qua anh coi trước. Rồi, bạn trai, mình dạ, thì sao? Dạ, thì có em gì? Ưu điểm của em cũng biết nấu ăn, biết chơi bóng bàn và rất thích chiều bạn gái. Cái tiết mục mà rất thích chiều bạn gái là được rồi đó. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em thì hơi nóng tính, thật thà quá thì thành điểm yếu luôn. Lâu lâu cũng bị mất kiên nhẫn nha. Rất chiều bạn gái, sao giờ chưa có bạn gái? Thì chiều quá, bạn gái trốn luôn anh. Trời ơi, em chiều là sao? Bạn gái trốn em ví dụ cái em chiều sao đâu? Thấy quan tâm nhiều quá nên là cũng chán luôn. 23 tuổi, em tính khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 25 tuổi. 25. Bên đây 2 năm nữa là 29 rồi đó. Chào em. Dạ, chào. Anh xem cái hình em. Anh nôn quá. Anh nôn quá. Anh xem như thế nào thôi, anh không nói ai nghe đâu. Mẫu người lý tưởng đó. Thử xem nha. Trời ơi, tự vẽ đó. Đây là người trong mộng em đó hả? Em thức mấy đêm để em vẽ. Mấy đêm luôn? Không biết có giống mình không ta? Giống không anh? Thôi để chút anh nói. Nhưng mà sao mà tóc chỉ ông này ông chỉ anh rồi, tóc tai chỉ hả? Thích tóc vậy hả? Dạ em thích tóc nhiều. Thích tóc nhiều? Dạ đúng rồi. Nhìn này ngầu quá. Em thích làm mặt lạnh lạnh vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Mũi cao. Mắt một mí. Trán hơi nhăn, môi mỏng. Trời, thôi giữ đi, họ tả không ra gì luôn á. Nếu như bây giờ em vẽ cái hình trong mộng vậy, nhưng qua đây em gặp một người khác không trong mộng của em thì sao? Em để cái hình này luôn trong mộng. Giữ luôn, không cho ai biết luôn. Dạ đúng rồi. Bạn thích người đàn ông của mình như thế nào? Dạ em thích một người đàn ông không gia trưởng. Rồi. Không hút thuốc, biết quan tâm bạn gái. Ừ. Có tính hài hước. Được rồi. Vui vẻ. Anh sẽ qua. Tóc này đâu có dựng ngược đâu ha. Không dựng lắm anh. Trước khi qua coi thì em có cái điều gì không thích ở người bạn trai? Bạn trai cao bao nhiêu? Cao khoảng trên 1m7. Tại vì em cao 1m65. Nhiều khi cái mặt y chang vậy mà có nhiêu đây thôi được không? Dạ không. Đó, thấy chưa? Dạ. Phải biết ăn mặc xíu, da hơi ngâm, chân dài. Trời đất ơi, sao em khó quá vậy? Nãy chưa hỏi em có tật xấu gì không? Em có tật xấu là em hay quên. Vậy mình cần một người bạn trai kỹ tính chút xíu, có gì nhắc nhở mình. Em không biết hát, theo em cần bạn trai biết hát, hát cho em nghe. Ồ, để chị hỏi anh có biết hát không? Chào em. Dạ em. Em cao mét mấy? Em cao có 1m68 mà. Chết rồi, bên đây 1m65 mà người ta mày. Ờ. Em biết hát không? Dạ cũng biết sơ sơ. Tiếng hát sẽ đập tan mọi ranh giới. Em hát tặng bạn ấy một khúc đi. Bạn dạ. ấy thích người biết hát. Em cũng xin hát bài Con đường mưa. Đứng lên biểu diễn luôn em. Chị sẽ về chị diễn tả lại cho. Thử tưởng tượng con đường phía trước đang mưa nha em. 2, 3. Che đúng rồi, che. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường thì anh đã không ra về. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Hết rồi chị. Hết mưa hả? Tắt rồi. Trời đã qua, trời quang mây tạnh. Rồi ngồi xuống, được. Tóc nhiều, mắt một mí, trời sao giống vậy? Đen. Chiều cao thì hơi thiếu chút xíu. Hơi khiêm tốn chị. Khiêm tốn bạn xíu. Bạn gái cao hơn em là đẹp mà. Đẹp ha. Dạ. Hung bắt ghế lên ha em. Không sao, ok chị. Ok. Rồi, em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em thì cũng dính liền với cái tên của em luôn. Thì Bùi Minh Trường đó. Hồi nhỏ em hay ngủ, rất là ngủ. Ngủ liên miên luôn nên là mới đặt tên cái tên em nó hơi lạ đi xíu. À, Minh Trường. Nhưng bây giờ cũng đỡ ngủ rồi. Dạ, dạ thức tỉnh rồi chị. Tỉnh rồi ha. Thức tỉnh chứ không có bạn gái sao? À, em có phải làm dâu gì không? Bên kia làm dâu chứ bên đây thì sao đúng làm dâu? Ý là em có cần bạn gái làm dâu gì không á? Hỏi cho nó kỹ chứ bên đây nó làm dâu được là mệt à.
Dạ có chị, nhưng mà em thì tính em thoải mái lắm, không có gia trưởng. Ừ, như làm dâu về ở đâu? Dạ ở nhà em. Nhà nằm ở đâu? Tại em cũng có nhà ở Sài Gòn chị. À, vậy ba mẹ đang ở chung với mình luôn? Dạ không, ba mẹ em ở dưới quê ở Tây Ninh á. Ủa vậy giờ làm dâu là về Tây Ninh hay ở Sài Gòn? Ở Sài Gòn chị. Là rước ba mẹ lên? Thì ba mẹ hiện tại thì vẫn ở đó. Vậy đâu có làm dâu, ông nói chuyện lòng vòng vậy. Từ từ mới mốt ba mẹ mới lên chị. À thì đó, thôi có nhà thành phố là ngon quá trời rồi. Được, còn có gì nhà nữa là ổn rồi. Nói chung mọi thứ là được, chỉ có thiếu chiều cao một xíu.